Thưa các chị, chúng ta bắt đầu lớp học. Xin được trả lời câu hỏi của các vị của học viên. Câu hỏi này là của cô Minh Lan. Cô hỏi rằng là cái cõi vô sắc không có sắc nên không nghe pháp được và không có ai hướng dẫn gì thêm cho mình. Vậy tại sao khi một vị phạm thiên tái sanh bằng cái tâm quả không có biên xứ lại có cơ hội tu tập lên phi tưởng phi tưởng xứ? Con tưởng vị ấy chỉ tu tập được thiền không có biên xứ thôi. Làm sao vị ấy biết cách tu những đề mục thiền khác với đề mục thiền mà vị ấy đã biết? Và thưa cô, là chỉ trừ trường hợp đó với đạo quả thì phàm bị phàm tam nhân mà vị thánh hữu học đối với các cái thiền hiệp thế hoàn toàn có thể tự mình tu chứng. Trong trường hợp mà nếu mà có thầy hướng dẫn á thì tất nhiên là dễ dàng hơn. Và với một người mà có cái năng lực thấp nhưng mà có người hướng dẫn thì vẫn có thể tu thiền được. Nhưng mà trong trường hợp đối với những người mà có thể tự mình chứng đạt thiền mà không có người hướng dẫn đó, thì nếu nhân loại thì khi đó là phải là những người mà ở trong cái kiếp kế cận họ đã từng tu thiền. Còn đối với chư vị phạm thiên đó, thì bằng cái nền tảng của cái thiền định trong kiếp kế mà với cái kiếp hiện đại đang là cái đời sống của vị phạm thiên thì vị đó hoàn toàn có thể tu tập được các cái đề mục cao hơn. Bởi vì cái thiền định nó khác cái thiền tuệ ở chỗ đó là cái thiền tuệ nó là nó giống như là một cái sự khám phá mới, còn cái thiền định á là cái việc thuần thục. Chẳng hạn giống như là từ sơ thiền đến lên nhị thiền, là từ nhị thiền đến tam thiền đó, thì tuy rằng khi chúng ta phân tích á thì chúng ta thấy rằng là các cái chi thiền nó khác nhau, nhưng mà thật ra đó là những cái giai đoạn thuần thục hơn của cái tâm định. Và do vì cái định á là nhờ cái sự lặp đi lặp lại mà vị đó quen thuộc, cho nên cái sự quen thuộc đó nó từ cái tầng thiền thấp, vị đó hoàn toàn cũng có thể tự mình tu tập để thuần thục hơn. Mà thuần thục hơn chính là các cái tầng thiền cao hơn. Ví dụ giống như là khi mà chúng ta học ở trường đó thì được thầy hướng dẫn như thế này như thế kia, rồi khi chúng ta về nhà thì có khi mà đã làm được một cái việc gì đó thì buổi đầu làm được nhưng mà hơi khó khăn. Rồi sau đó chúng ta do vì đã biết cái phương pháp đó cho nên là chúng ta lặp đi lặp lại hàng ngày, thì do vì lặp đi lặp lại như vậy đó cho nên là vì đó trở thành quen thuộc. Và khi mà quen thuộc ngừng nghiễn á thì được gọi là ở các cái thứ bậc cao hơn. Cho nên về cái phương diện mà thiền hiệp thế đó thì đối với một vị phàm phu hay vị thánh hữu học, các vị này có thể hoàn toàn tự mình chứng các cái tầng thiền định mà không cần thầy hướng dẫn. Còn câu hỏi 2, câu hỏi rằng là nếu vị phạm thiên ở cõi trời sắc giới và vô sắc mà không tu thiền tiếp, không chứng lại tầng thiền mà mình đã chứng, không chứng lại tầng thiền mình chứng đã chứng ở kiếp trước, thì vì đó không thể sử dụng được bất cứ tâm thiện nào ở cõi thiện ạ. Vì sao tâm thiện của tầng thiền vị ấy đã chứng là tâm vị đó sử dụng ở nhiều kiếp trước mà lại không sử dụng lại được? Ở đây cô ơi, cần phải phân biệt rõ cái tâm thiện, hai loại tâm thiện của vị phạm thiên. Đó là cái tâm thiện dục giới và tâm thiện sắc giới. Và cô hỏi rằng là nếu mà vị đó không chứng lại tầng thiền mà mình đã chứng kiếp trước, thì vị đó không thể sử dụng được bất cứ tâm thiện nào của cõi thiền. Không phải như vậy, mà vị đó vẫn sử dụng được cái tâm thiện dục giới, tức là tám đại thiện.
chỉ là nếu không tu thiền á, thì vị đó không có thể có được cái tâm thiền. Trường hợp này nó giống như ở cái cõi dục của chúng ta, nếu mà vị phàm nhân mà một vị phàm tâm nhân mà không có tu tập thiền định thì vị đó chỉ có thể có tám đại thiện chứ không có cái thiền thiền sắc giới, không có thiền thiện sắc giới. Cô hỏi rằng vì sao tâm thiện của tầng thiền vị ấy chứng là tâm vị đó sử dụng ở kiếp trước mà nay lại không sử dụng lại được? Do vì cái định là cần phải có cái sự thuần thục, nhưng mà nếu hình như cô đang có cô muốn hỏi chi nhỉ? Dạ vâng ạ, con thưa sư, sư cứ nói tiếp ứ sư đi ạ, xong lát lại con hỏi lại cho kỹ được ạ. Là do vì cái thiền định đó là cần phải có cái sự thuần thục, cho nên một vị mà đã chứng thiền nhưng mà các vị đó bị gián đoạn bởi cái tâm tử và trải qua một cái đời sống khác thì vị đó mất đi cái sự thuần thục đó, cho nên nó về cái thiền hiệp thế nó khác với cái thiền siêu thế. Thiền siêu thế nó thì một vị thánh sơ quả các ngài có mệnh chung sanh về các cõi khác thì cái sơ quả nó vẫn vẫn không mất, nhưng mà đối với các thiền hiệp thế thì một người mà chứng thiền sau khi mệnh chung đó rồi đó thì cái thiền đó nó mất, cái thiền đó cái tâm thiện sắc giới hay tâm thiện vô sắc giới nó cũng giống như là cái tâm thiện nghiệp giới vậy. Chẳng hạn giống như là ở trong đời sống quá khứ trước đó, chúng ta là những người làm các cái công đức, tức là chúng ta dùng bằng cái tâm đại thiện, và nhờ vậy đó cái quả trong đời hiện tại được sanh làm người, được là người giàu có, người thông minh, người có quyền thế, người xinh đẹp vân vân. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là với một người mà không khi họ đang hưởng được cái phước ở cái cõi vui như vậy đó, họ vẫn tiếp tục bằng có lại được cái thiện tâm ở đời quá khứ. Nó tùy, có những người sau khi mà họ sanh về cái các cõi an vui rồi họ bị cái ngũ dục chi phối rồi họ sa đọa, họ làm các cái việc ác, thì như vậy đó thì cái tâm thiện quá khứ của họ nó không có được tiếp nối lặp lại ở trong cái đời sống hiện tại. Thì tương tự đối với vị phạm thiên ở trên các cái cõi trời đó thì các vị nhớ đó là cái tâm thiện sắc giới và vô sắc giới đó là những cái tâm thiện, là những cái tâm thiện mà cho cái quả gọi là sanh báo nghiệp, tức là ở trong đời sống đó vị đó chứng được cái tầng thiền nào thì cái tâm quả đó không thể nào mà trả ở trong kiếp hiện tại gọi là hiện báo nghiệp hết, mà chỉ có thể trả ở cái kiếp kế sau gọi là cái sanh báo nghiệp. Thành ra khi mà cái tâm thiện mà vị đó, cái tâm thiện của vị đó chứng ở đời sống quá khứ, cho nên sau khi mệnh chung nó cho cái quả vị đó sanh về phạm thiên. Nhưng khi sanh về phạm thiên rồi, không nhất dù cho vị đó có chứng thiền lại thì cái tâm thiền đó và cái tâm quả đó nó không phải là cái cặp nhân quả khác giống nhau. Ví dụ như thế này, là cô làm ví dụ giống như là ở trong cái kiếp, là cái kiếp chúng ta gọi là cái kiếp nhân loại và cái kiếp cõi phạm thiên. Đây là cõi nhân loại. Dạ thưa Rồi kiếp các này, dạ là các vị không thấy nào. bạn. Dạ em thấy ạ. Sư ví dụ giống như là đây là cái kiếp nhân loại, rồi đây là phạm thiên, thì khi mà nhân loại đó mà chứng thiền có được cái tâm thiền hiện thì cái tâm thiền hiện này đó nó mới cho cái quả, cái tâm thiền hiện này nè nó mới cho được cái tâm quả sắc giới để vị đó tục sinh về cái cõi sắc giới.
Và giả sử như trong kiếp Phạm Thiên, vị này tu vẫn tiếp tục tu tập thiền và vị đó có lại được cái tâm thiền, có được lại được cái tâm thiền thiện. Thì cái tâm quả thiền ở trên cái cõi Phạm Thiên này, chẳng hạn giống như là cái cõi sơ thiền, thì cái tâm quả sơ thiền này của cái thiền thiện quá khứ, chứ không phải là cái quả của tâm thiền thiện trong khi vị đó đang vào Phạm Thiên. Cho nên dù là vị đó có tu thiền hay là không tu thiền, thì cái tâm quả này luôn luôn là của cái quả của cái tâm thiền thiện ở trong kiếp quá khứ, chứ không phải là cái kiếp hiện tại. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái trường hợp này chúng ta hiểu nó giống như là cái tâm thiện dục giới thôi, tức là ở trong cái có thể trong kiếp nào đó chúng ta là những người hay sống thiện, rồi qua cái đời sống khác đó, thì nhờ cái tâm thiện đó chúng ta được cái quả như là sanh về cõi người cõi trời. Nhưng mà sau khi mà chúng ta sanh vào cái đời sống khác, chúng ta quên đi cái việc tu tập và chạy theo các cái dục lạc của ngũ trần vân vân, rồi chúng ta rơi vào các cái ác hạnh, thì cái trường hợp đó nó như thế nào? Thì đối với vị trời Phạm Thiên thì cũng giống như vậy, bởi vì cái tâm thiền thiện hay là cái tâm đại thiện cũng chỉ là những cái tâm thiện để tạo ra cái quả thiện thôi. Rồi cái câu 3 của hỏi rằng là cái tâm thiện là cõi thiền đó, có thể hiểu là cái tâm nhân của cái tâm quả là cái tâm tái tục kiếp này của vị ấy. Nếu là tâm nhân thì tại sao nay tâm quả đang hiện hữu mà tâm nhân lại mất? Thì cái việc này nó cũng tương tự giống như là chúng ta sẽ do vì ở đây cái quả ở đây gọi là các vị Phật tử có chúng ta có nghe là cái gọi là cái quả dị thục không? Cái dị thục, dị là khác, thục là cái thời gian nó chín mùi, giống như chúng ta nói thuần thục vậy đó. Cái quả dị thục đây tức là cái quả mà giữa nhân và quả nó cho cái thời gian nó khác thời điểm với nhau. Thì đối với cái tâm thiền mà nó cho quả, nó gọi là cái quả dị thục, nó khác với trường hợp của cái tâm đạo cho cái tâm thánh quả. Thì chúng nó cái trường hợp này nó cũng giống như là nhờ cái hạt đậu á, mà có được cái cây đậu. Và khi mà cây đậu nó đã sinh trưởng rồi thì chúng ta sẽ không đặt câu hỏi rằng là tại sao cây đậu này nó nhờ hạt đậu mà có, mà trong khi bây giờ cây đậu nó có mà hạt đậu nó đã không còn. Thì cái bởi vì cái cây đậu nó chỉ là cái nhân thôi, chứ khi mà cái quả nó có, nó đã trổ quả rồi thì không có nhất thiết là cái nhân nó phải luôn luôn tồn tại. Hoặc là giống như là cơm chúng ta ăn là do những người nông dân cày, do những người nông dân cày cấy mà có, mà khi mà đã lúa nó đã thành cơm thì không có nghĩa rằng là những người nông dân nó phải đang có mặt cùng lúc khi mà chúng ta ăn cơm. Cái việc đó nó không cần thiết, và nếu họ có nó thì họ cũng là có mặt ở vì lý do nào đó, chứ không phải có mặt cần thiết để chúng ta mới dùng cơm được. Thì cái tương tự như vậy, đó là cái tâm thiện, cái tâm thiền thiện ấy, là nó đã cho cái quả cho vị đó được sanh về cái cõi trời Phạm Thiên. Và tuy rằng nó là cái tâm nhân, nhưng mà nó đã xong cái việc làm của nó rồi, thì khi mà cái quả nó đang hiện hữu đó, thì cái chuyện mà nhân nó không còn, đó là cái chuyện nó tự nhiên chứ không có gì hết. Như vậy trong suốt kiếp đó vị ấy chỉ hưởng quả của từ thiền kiếp trước thôi, chứ thật ra vị ấy không có bất cứ thiền chứng nào. Như phàm nhân không tu thiền ở cái dục mà vị ấy vẫn ly dục và không có tâm sân ạ. Vị đó ly dục đó là do vì cái đời sống của vị đó trước kia vốn là người có cái đời sống ly dục, thì có những trường hợp đó là không có chứng thiền đó, vị đó vẫn có cái đời sống tinh thần như vậy. Trong kinh kể rằng là ngày Maha Kasva, tức là ngày Đại Ca Diếp á, trước khi mà ngày sanh xuống làm người á, thì ngày vốn là một vị Phạm Thiên.
Các vị có nghe lại được chưa? Dạ nghe rồi. Dạ, từ nghe. Dạ. Dạ vì cái gì tôi mất cái internet thì tôi nói lại. Câu hỏi cái này, cô hỏi rằng là nếu mà một vị bà Phạm Thiên á, mà không có chứng thiền á, thì vị đó giống như trường hợp của phàm nhân không tu ở cái cõi dục, vậy mà vị ấy vẫn ly dục và không có tâm sân. Cái trường hợp nó không có giống nhau hoàn toàn cô, là bởi vì vị phàm tam nhân á, vị tam nhân á mà không có tu thiền á, thì rất có thể là không phải rất có thể mà đa số là vị này là những người đã hưởng dục ở các cái kiếp trước. Nhưng mà đối với vị Phạm Thiên á, dù rằng vị đó không có tu thiền thì cái kiếp kế trước á, là vị đó vốn là một người sống ly dục cho nên vị đó mới được chứng thiền. Còn vị người tam nhân á, là tuy rằng là không có ở trong hiện tại nó là những người tam nhân không có thiền, nhưng mà cái đời sống của họ, về đời sống tinh thần của họ nó không có tương đương với vị Phạm Thiên, chỉ trừ những cái trường hợp mà vị tam nhân đó trước ở đời sống trước đó, có tu thiền thì mới có cái tâm trạng, mới có cái tâm lý giống như là một vị Phạm Thiên không tu thiền. Trong kinh kể rằng là ngày Mahakasapa là trước khi mà ngày sanh xuống cõi người đó thì ngài vốn là một vị Phạm Thiên. Và do vì ở trong khi ở trong cái đời sống Phạm Thiên như vậy đó cũng là cái đời sống của một người ly dục, cho nên sau khi mà ngày sanh xuống cái cõi nhân loại đó thì khi đó tâm ngày rất ít nhiễm dục, tức là khi mà ngày đến tuổi lập gia đình đó, ngày cũng chiều ý của cha mẹ mà ngày lập gia đình. Nhưng mà cái đêm tân hôn đó thì ngài và người vợ của ngài cũng vốn là một vị trời Phạm Thiên sanh xuống, hai người nằm ngủ nhưng mà không có dục vọng giống như là bao nhiêu người khác. Và sáng ra đó thì hai người nghĩ rằng là mình không có thể sống được cái đời sống gia đình, cho nên hai vị đó là cùng nhau đi xuất gia. Thì do vì hai vị đều Phạm Thiên sanh xuống cho nên vị đó cũng theo một cái thói quen đó mà vị đó sống cái đời sống đi dục. Thì tương tự như vậy đó, đối với vị Phạm Thiên dù rằng là các vị đã không có chứng thiền thì cái tâm của vị đó ở trong một cái điều kiện mà vị đó vẫn hoàn toàn đi dục và không có tâm sân. Chẳng hạn giống như là tôi thấy có một số người là do vì cái tính chất của công việc, mà cái công việc đó nó thì họ dùng rất là nhiều cái họ vận dụng tư duy trí tuệ, giống như là những nhà làm công việc sáng tạo vân vân. Thì đôi khi đối với những người này đó, do cái điều kiện của họ mà họ ít có những cái loại phiền não khác ngoài những cái loại phiền não xung quanh cái công việc của họ thôi, chứ họ ít có những cái phiền não như là những cái phiền não như là ganh tị tật đố vân vân, bởi vì cái công việc của họ nó chỉ chuyên chú một cái công việc của họ. Thì đối với vị trời Phạm Thiên á, là do vì thứ nhất là ở trong cái đời sống kế cận đó vị đó vốn là một người sống đi dục. Cái thứ hai là ở cái điều kiện vật chất ở trên cái cõi Phạm Thiên nó không phải là cái điều kiện vật chất để cho các cái vị Phạm Thiên ở đó hưởng thụ giống như cái cõi dục, cho nên cái điều kiện đó nó cũng không là cái điều kiện để cho vị đó sinh những cái tâm dục này, cái dục ái, và vì không có tâm dục ái cho nên vị đó không có sân tâm. Đó là cái phần sư sư trả lời cho cô. Cô có thắc mắc gì thì cô cứ hỏi. Dạ con xin tri ân sư ạ. Bây giờ con nghĩ là con đã hiểu rồi ạ. Dạ. Con chỉ hỏi lại sư một điều nữa thôi, tức là nếu như đối với hạng thánh nhân, ví dụ như người sơ quả ở cõi sắc ấy sư, thì dạ, nó sẽ thì là các vị ấy giả sử như là cõi sơ thiền ấy ạ, thì các vị dạ ấy là vị sơ quả rồi, cho nên các vị ấy không thể lui sụt theo kiểu như là người tam nhân có sắc như thế nữa, tức là các vị ấy vẫn sẽ tu tiếp thiền chỉ và vẫn giữ được ít nhất là sơ thiền, đúng không sư? Dạ, vị vẫn bị mất sơ thiền, nhưng mà đối với một trường hợp đối với vị thánh sơ quả đó thì sau khi mà tái sinh lên trong cái cõi đó thì vị đó lập tức đó là tu lại sơ thiền, chứ không có trường hợp của vị sơ quả mà các ngài sanh về cái cõi đó mà ngài không tu sơ thiền, không có.
Dạ dạ vâng con hiểu Dạ, cái điều này. ngài vẫn theo cái nguyên tắc đó là cái thiền đó, là dù trong vụ vị thánh đó, ngài mệnh chung đó, ngài cũng bị mất cái tầng thiền, nhưng mà do vì cái bản chất của các vị thánh nhân đó là ngài không có để mất những cái thiện pháp nào ngài đã có, cho nên là ở trong cái điều kiện như cái điều kiện tốt như vậy đó thì luôn luôn là các vị thánh nhân là ngài sẽ tiếp tục cái con đường mình đi, chứ các ngài không có lui sụp. Dạ con cảm ơn sư, con tri ân sư, con đã hiểu rồi Dạ. ạ. Dạ dạ. Dạ con thưa sư, dạ. trao quyền mic cho con dùm con ạ. Dạ dạ. Tôi tính ngày hôm nay là để làm cái bài kiểm tra trong lớp, nhưng mà do vì tôi thấy hầu hết các vị học viên tiếp thu bài rất là tốt, nhất là cái phần người theo tâm, và do vậy ngày hôm nay tôi không có kiểm tra mà chúng ta học tiếp theo cái bài mới. Và trong cái lớp học này chúng ta học theo cái cách mà đầu tiên là chúng ta sẽ học cái phần khái lược trước, rồi sau đó đó khi mà chúng ta học lên cái phần các cái phần sau đó có những cái liên quan, thì khi đó chúng ta lặp lại với các cái chi tiết. Do vì tôi nghĩ là cách này các vị dễ nhớ hơn, là có những cái kiến thức mà chúng ta cần phải để lâu quên á, thì chúng ta phải nắm cái lý, mà đôi khi những phần chưa học tới đó thì chúng ta không có thể đem cái lý đó chúng ta trình bày. Ví dụ giống như là nếu mà trình bày theo cái sách giáo khoa đó thì chúng ta sẽ học là sau cái phần người, phần cõi thì chúng ta sẽ học đến cái phần là trong cõi thì có bao nhiêu tâm và một người có thể sử dụng bao nhiêu tâm. Nhưng mà khi mà tôi trình bày cái phần người đó thì người cõi hay kể cả các cái việc làm của tâm hay gọi là 14 sự đó thì tôi cũng không có trình bày chi tiết, bởi vì cái phần chi tiết đó chúng ta sẽ lặp lại trong cái quá trình học lộ trình tâm. Và có những cái lý do là nếu mà chúng ta học trong cái lộ trình tâm á, thì nó sẽ có một vài trường hợp để chúng ta hiểu rõ hơn là tại sao cái loại người đó không có cái tâm đó. Tôi ví dụ giống như là trường hợp của tám đại quả, thì khi chúng ta biết rằng là tám đại quả nó có bốn việc làm, đó là tục sinh hộ kiếp tử, tục sinh hộ kiếp tử và na cảnh, thì do vì cái lộ tâm na cảnh á, chỉ có ở trong cái cõi dục giới, cho nên khi mà chúng ta học về các cõi sắc giới đó thì chúng ta hiểu rằng là tại sao là phải trừ tám đại quả. Và có những cái chi tiết đó về tâm theo cõi theo người đó thì bây giờ chúng ta cũng chưa có bàn đến, nhưng mà sau này đó thì chúng ta sẽ có dịp chúng ta trở lại là chúng ta học về học kỹ hơn về cái tâm theo theo người. Tôi lấy ví dụ như thế này, như là chúng ta cứ kể là người đạo á là chỉ có một sắc na đạo thôi, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là tất cả đó là có 20 tâm đạo, và điều đó có nghĩa là có 20 hạng người đạo. Và trong 20 hạng người đạo đó thì tất nhiên nó không phải cái cõi nào đó là nó cũng đủ 20 hạng người đạo. Ví dụ giống như là chúng ta lấy cõi ngũ tịnh cư, là do vì cái cõi ngũ tịnh cư á, là chỉ có những vị thánh tam quả và chứng ngũ thiền thì mới có thể sanh về cái cõi ngũ tịnh cư. Cho nên ở trên cái cõi ngũ tịnh cư á,
Thì cái tứ đạo ở đây nó phải luôn luôn là tứ đạo ngũ thiền, chứ không có tứ đạo sơ nhị tâm tứ. Chúng ta ví dụ như vậy đó, thì có những cái chi tiết mà sau này chúng ta sẽ nhớ kỹ hơn về mỗi người, mỗi hạng người như vậy đó sẽ dùng bao nhiêu tâm. Và nếu bây giờ chúng ta đề cập đến trước đó, thì đôi khi nó cũng đôi khi chúng ta cũng không có nhớ. Làm ra cho nên có những vị hỏi tôi rằng là tôi dạy theo cái chương trình nào, thì tôi không có dạy theo cái chương trình nào được, mà tôi muốn đặt để cho các vị Phật tử chúng ta dễ nhớ, chứ tôi không có dạy theo cái bất cứ còn theo cái sách giáo khoa nào, mà nó sẽ lặp đi lặp lại xen kẽ với nhau. Tôi nghĩ cho đến khi nào mà lúc đó tôi nói cái điều đó mà các vị dễ nhớ thì tôi sẽ nói. Cho nên thành ra có một số câu hỏi của các vị học viên liên quan đến những cái phần chưa học tới, thì tôi muốn là tôi sẽ giải thích điều đó khi chúng ta học đến cái phần đó. Là bởi vì khi mà học đến cái phần đó thì tự nhiên các vị đó sẽ hiểu mà tôi không cần phải trả lời. Còn nếu mà trả lời sớm hơn mà trong khi cái phần đó chúng ta chưa học quá, đôi khi chúng ta cũng không có, chúng ta cũng khó nắm bắt chính điều đó. Mà ở trong cái lớp học này chúng ta sẽ học xen kẽ, lặp đi lặp lại. Có những phần các vị nghĩ rằng chúng ta đã học rồi mà tại sao bằng tôi cứ nói, bởi vì thứ nhất là có liên quan, thứ hai là khi mà chúng ta lặp lại như vậy đó là có những cái chi tiết để chúng ta học rõ hơn. Ví dụ khác như là trường hợp chúng ta học về cái vị thánh tứ quả, ngoài cái việc đó mà vị đó diệt trừ tất cả các phiền não ra rồi, thì tại sao mà các cái tâm thiện thì vị đó cũng có diệt trừ? Thì chúng ta tạm thời chúng ta ví dụ rằng là do vì cái tâm thiện nó tạo ra cái quả, rồi do vì vị A-la-hán là vị đó không còn sinh tử cho nên không tạo quả, thì đó cũng là một cái lý do. Nhưng mà trong cái lý do chính á, thì nếu mà vị nào mà học về thập nhị nhân duyên á, thì chúng ta biết rằng là tất cả các cái hành từ cái bất thiện hay là cái thiện, thì tất cả nó là nguyên do chính, nó sẽ là do vô minh. Mà do vì vị A-la-hán không còn vô minh cho nên là các cái thành đó nó là không còn. Thì mỗi cái phần cao hơn đó, thì chúng ta có dịp chúng ta hiểu rõ hơn và cái phần đã cũ đã học. Do vậy thì cái cách học chúng ta nó thì chúng ban đầu có những cái phần mới đó, thì chúng ta sẽ học khái quát. Hôm nay chúng ta học phần tiếp theo của phần của cái học tiếp phần lộ trình tông. Ở trong cái phần lộ trình tâm này đó thì vừa rồi chúng ta đã học về lộ ngũ và một phần lộ ý, tức là chúng ta đã học về cái lộ ý thông thường. Ngày hôm nay thì chúng ta học đến cái lộ ý kiên cố. Gọi là lộ ý kiên cố á, tức là những cái dòng tâm lộ này là những cái dòng tâm lộ ở một cái lĩnh vực nhận thức cao của thiền định và đạo quả. Và do vì ở một cái trình độ nhận thức cao như vậy đó, cho nên cái lộ tâm đó là những cái lộ tâm kiên cố, vững chãi, chắc chắn. Chính vì lý do đó mà những cái lộ tâm mà liên quan đến cái việc mà chứng thiền định và đạo quả đó thì gọi là lộ kiên cố. Trong cái lộ kiên cố này, trước hết đó, thì chúng ta học về cái lộ tâm của một người chứng thiền. Lộ chứng thiền, trước hết là chúng ta học về lộ chứng thiền. Lộ chứng thiền sắc giới trước.
ở trên cái biểu đồ mà tôi dùng những cái lần gặp đứt khoảng như thế này á, thì các vị tôi muốn dùng cái màu xanh đó là chỉ cho lộ ngũ, màu đỏ là ý. Yeah. Những cái chấm đó, tức là những cái xen kẽ của hai lộ, đó là những cái sắc na hữu phần. Thì chúng ta biết rằng là khi mà một cái lộ ngũ xanh lên, tức là cái tâm mà chúng ta sau khi mà chúng ta nhận biết qua các cái giác quan mắt tai mũi lưỡi thân á, thì sau đó lộ ý nó sẽ diễn ra hàng loạt, tối thiểu là 4 cái lộ ý hoặc là nhiều hơn, cái này bất định. Ở đây là chúng ta chỉ là đơn cử. Đối với cái trường hợp của một vị tu thiền sắc giới thì cái lộ ngũ ở đây đó là lộ nhãn. Là khi mà vị hành giả tu phần lớn là lộ nhãn thôi chứ không phải tất cả các vị, nhưng mà phần lớn là lộ nhãn. Thì một trong những cái đề mục hay là chúng ta nói rằng là các cái án xứ mà vị đó tu tập để chứng thiền, chúng ta lấy ví dụ giống như là một vị tu tập về tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thì khi đó nó là cái lộ ý chứ không phải là lộ nhãn. Nhưng mà đối với những vị mà tu tập cái án xứ chỉ tịnh như là màu xanh, vàng, đỏ, trắng, vân vân, thì khi đó nó sẽ là lộ nhãn. Còn không có cái trường hợp của lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt. Dạ, nó không có cái đó. Thì ở đây chúng ta đơn cử là vị đó tu tập bằng một cái đề mục nào đó của cái thiền sắc giới, như là đề mục đất. Thì khi đó bằng cái hình tượng, bằng cái hình tượng ban đầu là một cái mảnh đất, một cái án xứ bằng đất. Và thường thường đó thì các vị hành giả tu tập người ta dùng một cái phiến đất vừa chừng, và theo các cái hướng dẫn ở trong chú giải đó, thì cái miếng đất đó, cái phiến đất đó thường thường là nên chọn cái hình dáng tròn, như vậy là dễ tu tập hơn. Và cái đường kính thì khoảng bằng một gang bốn ngón tay. Thì khi vị đó chú mục vào ở trong cái phiến đất đó thì cho đến khi mà vị này giữ được cái định tâm, thì khi mà vị đó dùng cái lộ nhãn để nhận cái cảnh sắc từ cái án xứ đất, thì sau đó nó là hàng loạt cái lộ ý sanh lên. Và trong hàng loạt cái lộ ý sanh lên đó thì sanh lên để tiếp tục ghi nhận cái cảnh ngủ do lộ nhãn nhận, do cái lộ từ có từ cái lộ nhãn. Rồi sau đó đó thì tiếp tục là cái lộ nhãn sanh lên để ghi nhận cảnh sắc, và hàng loạt cái lộ ý tiếp tục như vậy, đó là cái là lộ ngủ, rồi hàng loạt cái ý, rồi lộ ngủ, rồi hàng loạt cái lộ ý. Và đối với cái tâm định dục giới đó, thì tâm định dục giới đó là không có thể nào kéo dài lâu, mà vị đó khi mà dùng cái tâm đại thiện để tu thiền đó, thì cái tâm đại thiện nó chỉ diễn ra ở trong cái lộ ý là chỉ có 7 cái sát na thôi. Rồi sau đó là nó sẽ xen vào cái hữu phần, rồi tiếp tục hữu phần đó, và hữu phần này nó tùy theo cái khả năng của mỗi vị tu tập, mà cái giai đoạn hữu phần đó là dài ngắn. Ở đây là hữu phần là vô số, chúng ta không có tính được. Rồi cứ tiếp tục là lộ ý, rồi hàng loạt cái lộ ý, rồi đến cái lộ ngủ, hàng loạt cái lộ ý, rồi đến cái lộ ngủ. Rồi ở trong cái lộ ý này á, thì không phải trong cái các cái lộ tâm này đó, không phải lúc nào nó cũng là cái tâm định hết, tức là không phải lúc nào cũng là cái tâm thiện hết, mà khi đó nó
vị hành giả có những cái giai đoạn đó là vị đó phóng tâm, chẳng hạn giống như là đang tu tập như vậy mà cái tâm tham, tâm sân, tâm si nó cũng xen vào. Như vậy thì cái hàng loạt cái ở đây tôi làm cho nhanh, nó hàng loạt cái lộ tâm sẽ sanh lên như thế này. Thì trong đó đó là cứ có ngủ rồi ý vân vân nha. Rồi trong cái ý này nè thì có cái thiện rồi bất thiện, rồi thiện rồi cái thiện rồi bất thiện, nó xen kẽ rất là nhiều. Và đến một cái giai đoạn nào đó đó thì do bị cái định tâm của vị đó thuần thục hơn, hay nói cách khác đó là cái thời gian phóng tâm của vị hành giả ít hơn, thì khi đó đó là các cái tâm lộ thiện đó, nó sanh nhiều hơn là bất thiện. Cho đến cái giai đoạn mà vị đó gần chứng được cái thiền định đó, thì khi đó đó là vị đó, cái tâm của vị này đạt đến cái giai đoạn gọi là cận định. Và cái dòng tâm thức của vị này đó thì hoàn toàn là ý môn, chứ không còn, lúc này nó còn ý môn chứ nó không còn ngũ môn. Dạ, ý ha. Ở cái giai đoạn cận định đó là vị hành giả không còn dùng mắt nữa, không còn dùng các cái giác quan khác nữa, mà chỉ thuần túy vào cái ý môn. Và cái giai đoạn cận định đó là hàng loạt vô số cái dòng tâm thiện, hết cái dòng tâm thiện này thì đến cái dòng tâm thiện khác. Sau khi mà có cái giai đoạn trung chuyển những cái sát na hữu phần, và tiếp tục đó là cái giai đoạn tâm thiện, mà tâm thiện ở đây á là dẫn đầu á, là sở hữu định. Rồi chúng ta nhớ là các vị có nhớ là cái một người mà chứng được thiền định á, bắt buộc cái người đó phải tục sinh bằng cái tâm tam nhân. Nhưng mà ở trong tâm tam nhân á, trong cái tâm quả tam nhân á, thì có hai, một đó là vô trợ, hay là hữu trợ. Thì phần lớn mà những người tục sinh á, bằng cái tâm hữu trợ đó thì gọi là người độn căn hay là trì căn. Chỉ độn hay trì có nghĩa là chậm. Yeah. Và cái trường hợp thứ hai đó là của một người mà tục sinh bằng động lực, bằng cái tâm quả hợp trí vô trợ. Vì sao chờ đi chứ? Dạ. Và những người mà tục sinh bằng cái tâm hợp trí mà vô trợ đó thì phần lớn chứ không phải là tất cả, thì người đó được gọi là lợi căn. Chứ lợi này có nghĩa là nhanh. Vậy thì các vị thấy, tuy rằng cái tâm quả đó chỉ là cái tâm bắt cái cảnh chủ quan, nhưng mà cái tâm chủ quan đó nó có một cái vai trò quan trọng làm cái nền tảng cho cái tâm khách quan. Nếu cái tâm chủ quan đó là cái tâm chủ quan thiếu trí thì cái tâm chủ quan đó chỉ có thể làm nền tảng cho những cái tâm đại thiện hợp trí ở cái mức độ thấp, chứ không có thể làm nền tảng cho những cái tâm đại thiện hợp trí ở cái thứ bậc cao như thiền định và đạo quả được. Cho nên cái tâm tục sinh
vì là cái quả của cái thiện và cái bất thiện ở trong đời quá khứ. Cho nên cái dòng tâm thức hữu phần đó, dù rằng là chỉ có mặt bắt cảnh khách chủ quan thôi, nhưng mà làm cái nền tảng rất là quan trọng cho cái tâm khách quan. Và đối với trường hợp của một người người chứng thiền cũng vậy, nếu mà cái dòng tâm chủ quan của người đó là cái tâm quả vô trợ đó, thì người đó có cái trí tuệ nhanh nhạy. Còn nếu cái dòng tâm chủ quan của người đó đó là cái tâm hợp trí hữu trợ đó, thì cái dòng tâm chủ quan là của người đó là chậm chậm chạp. Thì ở đây chữ chữ độn hay còn gọi là chữ trì, mà có lẽ là chúng ta nên dùng là người trì căn, nó nhẹ nhàng hơn chữ độn. Mặc dù chữ độn thì nó cũng có nghĩa là chậm, nhưng mà đôi khi người dân gian chúng ta hay dùng những cái tiếng như là đần độn vân vân thì nó có cái nghĩa tiêu cực. Thì đối với một người trì căn, tức là phần lớn là những người này tục sinh bằng cái tâm đại quả mà hữu trợ. Còn người lợi căn, chữ lợi là nhanh nhẹn, là người đó tục sinh bằng cái tâm đại quả hợp trí và vô trợ. Chữ lợi là nhanh. Thì trở lại, khi dòng tâm thức của một người, của một vị tu thiền á, là trong cái giai đoạn gọi là cận định á, là hàng loạt các cái dòng tâm đại thiện sanh khởi liên tục. Và chúng ta còn nhớ là khi mà nói về các cái tâm sắc giới này, thì cái điều kiện tiên quyết để mà chứng được các cái thiền sắc giới đó là vị đó phải là một người ly dục. Đức Phật này gọi cái giai đoạn của một người mà chứng được các cái thiền này đó là người đó phải là người ly dục và ly ác bất thiện pháp. Ly dục ở đây tức là người đó không còn ham muốn trong ngũ dục. Ác bất thiện pháp đó, tức là những cái phiền não, hoặc những cái phiền não tùy sanh theo cái ly dục đó. Tức là những cái phiền não mà những cái phiền não thái quá thì trong cái khoảng thời gian nó được lắng động do cái tâm của vị đó sống biển ly dục. Bởi vì giữa cái dục ái và cái sắc ái đó là hai cái cảnh giới khác nhau. Một đó, là đối với cái dục ái đó là người phải đó đắm chìm trong ngũ dục. Còn cái sắc ái đó là vị đó, cái hạnh phúc của vị đó có được đó là do ly dục. Cho nên giữa một người, cái hạnh phúc của một người chìm đắm ở trong ngũ dục và một người đó, cái hạnh phúc của một người đó là thoát ly ngũ dục đó, là hai cái hạnh phúc đối lập. Cho nên trong cái giai đoạn mà vị hành giả trước khi mà chứng được thiền, thì vị này trong cái thời gian đó là một cái thời gian rất là an tịnh của một cái tâm trạng phàm phu của một vị phàm tâm nhân cao nhất. Dĩ nhiên chúng ta đây chúng ta nói cao nhất của một người mà chưa có chứng thiền định và đạo quả. Đó là một cái giai đoạn thanh tịnh nhất của một vị phàm tâm nhân. Rồi khi mà đầu tiên á, là vị đó dùng giới để phát quan, tức là giống như là trước khi mà chúng ta vào rừng, trước khi mà chúng ta muốn cất một cái căn nhà, đầu tiên á, là chúng ta phải phát quan trong cái khu đất đó. Thì vị hành giả đầu tiên bằng các cái giới, vị đó ngăn ngừa các những cái phiền não mà có thể dẫn đến những cái hành động như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm vân vân. Rồi sau cái giới ở cái phương diện giới điều, thì vị đó tu tập ở giới ở cái mức độ tinh chuyên hơn. Đó là chẳng hạn như là vị đó tu tập giới đối với các căn, tức là làm sao vị đó mắt khi mà nhìn cái cảnh sắc đẹp không đợi không khởi lên lòng tham, khi mà nhìn cái nghịch cảnh đó thì không khởi lên lòng sân. Tương tự đối với các căn như vậy, cho đến khi nào mà các căn của vị đó thanh tịnh, và hơn hết nó là vị đó không còn dính mắc ở trong ngũ dục. Thì với một cái tâm là được chuẩn bị như vậy, và ở trong một cái thời gian dài chuyên chú,
cộng với các cái điều kiện. Điều kiện đầu tiên là vị đó phải được tái tục bằng cái tâm đại quả hợp trí, tức là phải là một người tâm nhân. Và nếu một người tâm nhân đó mà ở trong đời quá khứ đã từng chứng thiền á, thì những cái giai đoạn mà vị này tu các cái giai đoạn mà chuẩn bị của vị này á, thì nó ngắn hơn. Thậm chí là có những vị chỉ trong một khoảnh khắc á, thì vị đó đã chứng thiền định. Nhưng mà nếu mà đối với một chúng sinh thường, tức là ở trong những cái kiếp kế cận nó không có chứng thiền định, nhưng mà vị này vẫn là một người tam nhân, và trong một cái thời gian dài ở trong cái cõi nhân loại đó là vị này chuyên chú trên một cái đề mục của mình tu tập, thì có đến một cái giai đoạn mà cái giai đoạn đó gọi là một cái giai đoạn quan trọng. Vị đó từ một cái dục chủng, tức là cái cảnh giới ngũ dục, vị đó thoát ly lên cái cảnh giới gọi là sắc giới. Thì khi mà đối với một vị mà độn căn á, thì chỉ khác với một người lợi căn ở một, các vị nhìn ở trên cái biểu đồ này á, thì chúng ta chỉ thấy khác nhau á, là chỉ có một cái sắc na tâm thôi. Tức là cái dòng tâm thức của vị đó khi mà được tập trung cao độ đến một cái giai đoạn thuần thục chuyên nhất, và cái tâm của vị này trải qua cái dòng cái lộ tâm gọi là cái lộ tâm chứng thiền. Cái lộ tâm đó là sau cái rúng động dứt dòng rồi khai ý môn, thì khi đó đó là bốn cái tâm đại thiện sanh lên, bốn cái tâm đại thiện hợp trí sanh lên với các công đoạn cũng như là cái chức năng. Nếu mà đối với một người mà trì căn á, tức là người đó về cái trí tuệ đó thì nó chậm hơn là người lợi căn, cho nên là cái tâm đại thiện đó có thêm cái sắc na thứ tư, tức là cái sắc na chuẩn bị. Rồi sau cái sắc na chuẩn bị đó đến cái sắc na cận hành, cận hành tức là đến gần. Và sau cái sắc na cận hành á, thì gọi là cái sắc na thuận thứ. Cái sắc na thuận thứ ở đây là cái sắc na đó, ở cái giai đoạn mà vị này chuẩn bị bỏ đi cái lãnh vực dục giới và sẵn sàng tiếp nhận ở cái trình độ tâm lý cao hơn, đó là sắc giới. Và cái sắc na thứ tư gọi là cái sắc na chuyển tộc. Cái sắc na này, chính cái sắc na này sanh khởi lên là khi đó là vị này chứng được một cái trạng thái tâm lý, một cái trạng thái tâm lý cao hơn, tức là lãnh vực của sắc giới, và một cái hạnh phúc mà từ trước đến giờ vị này chưa bao giờ cảm nhận được, là do vì vị này trước đây đó là sống ở trong cái hạnh phúc do mắt thấy cảnh đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi hương thơm vân vân. Nhưng mà bây giờ vị này cảm cái giai đoạn mà cái giai đoạn chuyển tộc đó, là nó đưa vị này đến một cái trình độ nhận thức mà cái hạnh phúc có được đó, từ cái sự ly dục. Rồi khi đó đó, sau bốn cái tâm đại thiện, thì khi đó cái tâm thiện sắc giới sanh lên một sắc na. Cái tâm thiện sắc giới sanh lên một sắc na rồi đó, thì sau đó nó trở lại cái giai đoạn hữu phần. Và khi mà cái tâm sắc giới sanh lên, cái tâm thiện sắc giới sanh lên đó, thì đó là được gọi là một người đã chứng thiền. Thì vậy thì chúng ta thấy là cái thời điểm mà chứng thiền đó, thật ra cái thời điểm nó diễn ra rất là nhanh, chỉ có một sắc na thôi. Nhưng đó là một cái sắc na then chốt quyết định ở trong các cái bộ lượng. Ví dụ giống như là một người nhảy từ bờ này sang cái bờ bên kia, thì tuy rằng là cái khoảnh khắc đó nó diễn ra rất là nhanh, nhưng mà đó là một cái khoảnh khắc gọi là cái khoảnh khắc chuyển tộc, hay là ngày xưa ngày Tịnh Sự có gọi là cái khoảnh khắc bỏ bậc, tức là từ bậc thấp mà lên bậc cao. Thì cũng giống như là một người họ nhảy từ bờ này sang bờ bên kia, thì do vì từ bờ này sang bên bờ bên kia đó, nó có một cái giai đoạn
nó có một cái khoảng trống, cái khoảng đó được gọi là cái khoảng chuyển tập. Thì cái khoảng khoảng này nó rất là ngắn ngủi. Và khi mà vị đó nó từ bờ này sang bờ bên kia đó, thì cái khoảng cách ngắn đó đó, tuy vậy đó là cái khoảng cách quyết định của một người đã được qua bên bờ bên kia. Thì cũng như vậy đó, khi mà một cái tâm thiền sanh khởi đó, thì cái tâm thiền đó đó với năm sức mạnh của năm chi thiền tầm tứ hỷ lạc định, thì năm chi thiền đó nó đủ khả năng áp chế các cái triền cái như là dục dục cái, sân độc cái, hôn thủy cái, vân vân. Thì cái giai đoạn chứng thiền đó được diễn ra trong năm sát na nếu đối với một người trì căn, và cái giai và cái đối với một người lợi căn á, thì cái giai đoạn này nó là chỉ có bốn cái sát na, là không có cần cái sát na đầu gọi là chuẩn bị, mà sau cái thai ý môn á, thì vị đó cái tâm thiền, cái tâm đại thiện sanh khởi, nó lập tức đó là cái tâm này cận kề với thiền chứng, và sau đó nó là thuận thứ, rồi chuyển tộc, rồi tâm thiền. Thì khi mà học ví dụ pháp á, thì chúng ta phân tích á, thì chúng ta phân tích kỹ như vậy thôi, chứ thật ra ở đây nó chỉ có cách nhau một cái sắc na tâm, và một cái sắc na tâm á, thì chỉ có Đức Phật này biết, chứ ngay cả vị hành giả cũng không làm sao biết được hết. Bởi vì chúng ta biết rằng là một trong một cái thời gian, một nháy mắt á, thì tâm sanh diệt hàng tỷ lần, thành ra vị đó không biết. Nhưng mà đây là cái sắc na, sắc na được phân tích để chi tiết theo ví dụ pháp. Thì khi mà vị đó là chứng thiền rồi đó, thì trải qua một số cái trải qua rất là nhiều cái hậu kiếp hay là cái hữu phần, trải qua hàng loạt cái hậu kiếp như vậy đó, thì nó sẽ đến một cái lộ tâm gọi là cái lộ tâm phản kháng. Cái lộ tâm phản kháng, chữ kháng này nó không có rê, chữ kháng này là nhìn, giống như chúng ta nói khán giả vậy đó. Tôi nhớ hồi trước khi mà Chư Tăng biên soạn để in lại các cái bộ ví dụ pháp của Ngài Định Sự đó, thì gửi đi đó, thì bộ phận biên tập người ta có đề cập chữ phản kháng này, và người ta sửa lại là chữ phản kháng là có rê, bởi vì trong chữ Việt Nam của chúng ta thì nó không có chữ phản kháng mà không rê, mà phản kháng mà có cái chữ rê phía sau, có nghĩa là giống như là chúng ta chống đối là cái gì đó, chúng ta chống cự là cái gì đó. Còn ở đây chữ phản kháng, chữ phản là ngược lại, và phản kháng tức là nhìn ngược lại. Thì sau khi mà vị này chứng thiền rồi đó, thì trải qua một giai đoạn của sát na hậu kiếp, của tâm hậu kiếp, thì khi đó sẽ có một cái tâm lộ kế tiếp sau cái tâm lộ đó, gọi là cái tâm lộ phản kháng. Thì cái tâm lộ phản kháng cũng giống như là cái lộ ý môn bình thường, tức là cũng là rúng động, rồi dứt dòng, rồi bảy cái động lực, và bảy cái động lực. Rồi hậu kiếp. Và sau cái giai đoạn này đó, được gọi là một vị đại chứng sơ thiền. Thì tất cả những cái trường hợp chứng thiền nào á, chỉ có diễn ra trong hai cái lộ tâm như thế này, tức là cái đối với trường hợp của người trì căn á, thì trong cái động lực á, chỉ phải là năm động lực, trong đó có bốn cái động lực thiện và bốn động lực thiện dục giới và một cái tâm động lực thiền sắc giới. Trong bốn cái động lực dục giới đó thì được gọi tên theo các cái giai đoạn chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tộc. Thì chúng ta ở đây chúng ta hãy gọi theo cái tên trong từng cái giai đoạn thôi, chứ còn gọi chung ở đây đó, thì vẫn là cái giai đoạn của động lực.
Nhưng mà ở trong cái động lực này á, nó là một cái động lực đặc biệt hơn các cái động lực của lộ ý thông thường. Tức là chúng ta thấy rằng là thông thường cái động lực của lộ ý đó thì sẽ diễn ra 7 sắc na. Còn trong cái lộ chứng thiền này đó thì chỉ có 5 hoặc là 4 sắc na thôi. Và trong cái 4 cái sắc na hoặc là 5 cái sắc na này đó là cũng khác hơn đối với cái dòng các cái động lực bình thường. Các cái động lực bình thường giống như là cái lộ phản kháng này đó thì tất cả nó cùng một loại tâm. Cái sắc na động lực thứ nhất cho đến sắc na động lực thứ bảy nó cùng một cái loại tâm. Nhưng mà ở trong cái tâm lộ chứng thiền này đó thì có là 2 cái lộ tâm, tức là chuẩn bị cận hành thuận thứ á, thì 4 cái sắc na này thuộc về dục giới, tức là tâm đại thiện hợp trí. Còn cái sắc na thứ 5 á, thì thuộc về cái tâm thiện sắc giới. Thì do vậy mà ở trong cái lộ kiên cố này á, còn được gọi là cái lộ tâm đặc, cái lộ ý đặc biệt, tức là nó không có giống như là lộ ý thông thường. Thì chúng ta học ở đây là chúng ta học khái quát trước, rồi sau này đó nó có những cái chi tiết liên quan chúng ta sẽ đề cập đến ở trong các cái phần học sau. Thì thật ra trong cái lộ trình tâm á, thì có 2 phần mà chúng ta phải nhớ, đó là cái phần lộ ngũ, là chúng ta luôn luôn là nhớ là có cái khai ý môn, rồi ngũ song thức, rồi tiếp thâu quan sát đoán định. Còn đối với ở trong cái lộ ý đặc biệt á, thì các vị có chúng ta nhớ theo một cái thứ tự khác, đó là chuẩn bị cận hành thuận thứ về chuyển tộc. Thì 4 cái loại sắc na thiện này có cái tên theo cái giai đoạn như vậy đó, thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều ở trong các cái lộ kiên cố. Chẳng hạn giống như là với một vị nhập thiền hay là một vị chứng đạo quả vân vân, thì các cái tâm đại thiền nó cũng sẽ diễn ra theo cái tên gọi chuẩn bị cận hành thuận thứ và chuyển tộc. Thì bằng vào cái ý nghĩa thì chúng ta cũng có thể dễ dàng để nhớ. Chẳng hạn giống như là trong 4 cái sắc na đại thiện này, thì cái sắc na đầu tiên á, là tất nhiên là chuẩn bị, chứ sắc na cuối cùng làm sao gọi là chuẩn bị được, hoặc là các cái sắc na giữa sao gọi là chuẩn bị. Cho nên cái chuẩn bị tức là cái khởi đầu, cho nên cái khởi đầu là chuẩn bị. Rồi cái chuyển tập á, tức là cái sắc na cuối cùng của cái dòng tâm thiện, để từ đó chuyển từ dục giới sang sắc giới, hay là từ phàm sang thánh. Cho nên cái chuyển tộc đó chính là cái sát na gạch nối giữa 2 cái địa vực khác nhau. Cho nên nó là phải ở cuối cùng. Rồi cái cận hành và thuận thứ đó. Thuận thứ đó, tức là một cái giai đoạn sát na tâm mà mặc dù còn ở cái lãnh vực dưới nhưng hoàn toàn thích nghi, chuẩn bị ở cái giai đoạn cao hơn, gọi là thuận thứ. Cái thuận thứ nó giống như là một cái bậc thang ở cái bậc thang trung gian, mà cái bậc thang đó là cũng gần ở dưới cái thấp mà cũng sẵn sàng để bước lên cao. Giai đoạn đó gọi là thuận thứ. Và tất nhiên là trước cái thuận thứ đó là cái cận hành, tức là sau cái chuẩn bị đó, là cái cận hành là đến gần. Hành là đến, cận hành là đến gần. Thì ngày hôm nay các vị chúng ta sẽ quen với cái mô thức này, tức là các cái giai đoạn, các cái dòng tâm lộ đặc biệt hay gọi là cái lộ tâm kiên cố đó, thì thường thường nhất là những cái lộ tâm mà những cái lộ tâm ngắn á, thì sẽ diễn ra ở trong năm cái sắc na này. Và sau này chúng ta học về các cái ai vừa hôm trước chúng ta cũng học về các cái tâm lộ cận tử đó, thì trong những cái tình huống đặc biệt như vậy đó thì cái lộ tâm nó sẽ diễn ra chỉ còn 5 thay vì là 7 giống như thông thường. Rồi khi mà một vị sau khi mà đã chứng được thiền định rồi đó, là vị đó muốn hưởng được cái an lạc của thiền định,
thì gọi là một vị nhập thiền. Ở trong kinh đó, khi mà nói đến nhập thiền á là chỉ cho người mà đã chứng thiền rồi và vị đó sống với cái an lạc của thiền đó mới gọi là nhập thiền, chứ không phải giống như là chúng ta là khi ngồi thiền chúng ta nói là vị đó cũng đang nhập thiền, mà trong khi mà nói chung vậy thôi chứ chúng ta chưa có chứng thiền cho nên là không có thể nhập thiền được. Mà một người nhập thiền được đó là người đó phải đã có chứng thiền. Thì ở trong cái lộ tâm của một người chứng thiền á là cái tâm thiền thiện á chỉ diễn ra một sát na, nhưng mà đối với ở trong cái lộ nhập thiền á thì các vị nhìn ở trên cái biểu đồ này thì cái lộ nhập thiền á cũng giống như là cái lộ chứng thiền, chỉ khác nhau á là ở trong cái lộ chứng thiền á là cái sát na thiền thiện á chỉ có một, còn đối với vị mà nhập thiền á thì cái sát na thiền này, sát na trong cái lộ tâm này là vô số. Nó vô số là không thể nào mà tính được cái số sát na tâm của vị này sanh lên. Bởi vì trong kinh còn kể rằng là có những vị nhập thiền liên tục suốt 7 ngày. Thì các vị thấy rằng là ở trong một nháy mắt á, là tâm sanh đã hàng tỷ tỷ cái sát na tâm rồi. Huống hồ chi cái thời gian suốt 7 ngày thì không thể nào đếm được là bao nhiêu cái sắc na của cái tâm thiền. Thì ở trên cái biểu đồ này á, thì chúng ta cũng có là khi mà vị đó dùng lại cái đề mục mà mình đã tu tập giống như là cái giai đoạn chứng thiền, nhưng mà ở đây khác á, là sau cái giai đoạn chuẩn bị cẩn hành thượng thứ chuyển tộc rồi, khi mà cái tâm thiền sanh khởi đó là vị này, cái tâm định của vị này được gọi là kiên cố định, là vị hạnh giả hoàn toàn có khả năng để giữ cái tâm định này xuyên suốt bất một cảnh trong một cái thời gian dài như là vài ngày cho đến một tuần lễ. Đối với cái định của dục giới đó, thì dù chúng ta làm cái việc nào có tập trung, có chuyên chú như thế nào đi nữa thì cái tâm định đó nó là những cái tâm định tiểu, gọi là tiểu khắc định, tức là chỉ có trong một cái giai đoạn rất là ngắn. Ngắn ở đây tức là nó chỉ có thể diễn ra trong 7 sát na thôi, chứ không có thể kéo dài hơn. Và nếu mà kéo dài hơn á, thì thật ra đó là một cái chuỗi dài được nối kết với nhau bằng nhiều cái tâm lộ, chứ không phải chỉ có một. Tức là sau khi mà 7 cái sát na động lực sanh lên rồi thì khi đó sẽ xen kẽ vô số cái hộ tâm hộ kiếp, gọi là tâm hữu phần, rồi khi đó mới có những cái dòng lộ tâm tiếp theo sinh lên để giữ cái định tâm đó, rồi sau 7 sát na rồi diệt đi, tiếp tục như vậy đó. Nó phải xen kẽ chứ ta không có thể nào mà giữ được cái tâm định chuyên chú chỉ biết một cảnh với cái thời gian dài liên tục một cái loại tâm giống như là ở trong cái tâm lộ của một người chứng thiền. Thì ngày hôm nay tôi giới thiệu các vị là hai cái lộ tâm ở trong cái lộ kiên cố, đó là cái lộ chứng thiền và cái lộ nhập thiền. Thì cái lộ chứng thiền và cái lộ nhập thiền á chỉ khác nhau là ở cái tâm thiền thiện đó. Thì ở trong cái lộ chứng thiền á là chỉ có một sát na tâm, còn trong cái lộ nhập thiền á thì là vô số. Như vậy á, thì ở trong cái hai cái lộ tâm này, chứng thiền và nhập thiền á, thì chúng ta có hai trường hợp, đó là của một người trì căn và một người lợi căn. Thì người trì căn và người lợi căn á chỉ khác nhau á là phương diện nhanh và chậm. Nhanh á là không cần phải có giai đoạn chuẩn bị. Chúng tôi sửa lại là sát na chuẩn bị giai đoạn thì chúng ta dễ hiểu lầm. Người trì căn thì phải thêm cái sát na chuẩn bị, chỉ có vậy thôi. Còn lại đó thì giống nhau. Như vậy thì trong bốn cái lộ tâm này thật ra thì chỉ có hai. Tại vì người lợi căn và người trì căn thì chỉ có khác nhau về cái
về một sắc na chuẩn bị. Còn giữa cái lộ tâm chứng thiền và lộ tâm nhập thiền á, thì chỉ khác nhau là ở trong cái lộ tâm chứng thiền thì chỉ có một cái sắc na thiền thiện, còn trong cái lộ tâm nhập thiền á, thì vô số cái sắc na thiện. Trở lại chúng ta đọc cái kinh văn á, Đức Phật Ngài dạy rằng này chư tỳ kheo, vị tỳ kheo ly dục và vị tỳ kheo ly dục và ly ác bất thiện pháp, rồi chứng ở đây chứng là một trong hai cái lộ tâm chứng thiền, chứng và trú. Và trú tức là cái thời gian bị nó nhập định. Như vậy thì khi mà Đức Phật Ngài nói về cái tầng thiền thứ nhất á, thì Ngài diễn tả rằng là vị tỳ kheo đó hay là vị hành giả nó ly dục, ly ác bất thiện pháp. Ly dục á, là vị đó bỏ cái dục tham. Ly ác bất thiện pháp á, tức là những cái phiền não ngoài dục tham tùy sanh với dục tham, như là sân rồi vân vân. Ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền tầng thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Chứng là cái giai đoạn vị đó chứng thiền, trú là giai đoạn vị đó nhập thiền. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh là ở đây là sắc giới, bởi vì chỉ có cái hạnh phúc sắc giới mới là cái hạnh phúc do ly dục sanh, còn những cái hạnh phúc khác là rất là nhiều cái hạnh phúc của phàm phu của chúng ta đó là sẽ có được đó là thông qua các cái giác quan mắt tai mũi lưỡi thân thôi, và đắm chìm trong dục vọng. Cho nên Đức Phật này diệt tả một cái hạnh phúc của một vị chứng thiền đó là một cái hạnh phúc do ly dục sanh. Và Ngài dạy rằng là này chư tỳ kheo, trong các cái loại hạnh phúc của ngũ dục, như là chúng ta hạnh phúc vì chúng ta thấy cái cảnh đẹp, hạnh phúc vì nghe tiếng hay, vân vân, thì Đức Phật này nói rằng là trong tất cả các cái hạnh phúc đó không có một cái hạnh phúc nào mà có thể so sánh được với cái hạnh phúc của một người chứng sơ thiền. Thì ngay cái tầng thiền đầu tiên trong sắc giới, tức là cái tầng thiền thấp nhất trong đáo đại, hay là thấp nhất so với các cái tâm trong cái lộ kiên cố, thì ngay cái hạnh phúc mà thấp nhất thì Đức Phật này ngày cũng nói rằng là nó hạnh phúc hơn so với tất cả những cái hạnh phúc ngũ dục nào mà chúng ta có được. Đôi khi có những chúng sinh chìm đắm trong dục vọng, trong cái điều kiện trong cái điều kiện hạnh phúc, ví dụ như là có những bậc đế vương hạnh phúc vì đầy đủ tài sản, đầy đủ quyền, rồi đầy đủ các cái dục lạc vân vân, thì Đức Phật này dạy rằng là ngay cả những người như vậy đó, cái hạnh phúc của người ta, của những vị đó đang có, nó cũng không thể nào so sánh được cái hạnh phúc của một người ly dục, của một người chứng được sơ thiền. Như vậy thì chúng ta học cái dục pháp để chúng ta thấy rằng là dù là một cái tầng thiền thấp nhất, nhưng mà nó cũng không phải là dễ dàng có được đối với một người tâm nhiều phiền não, muốn nữa là các cái tầng thiền cao hơn. Do vậy là khi nào ai đó nói rằng là người này chứng được cái thiền này, người kia chứng được cái thiền kia, thì chúng ta cũng không có vội nhận xét, nhưng chúng ta phải hiểu rằng là để được chứng thiền cũng phải có cái điều kiện nào đó để chứng. Và bản thân của chúng ta đó là khi tu tập đó, mình cũng không có hoang tưởng những cái gì mà mình chưa có được, tại nhờ là chúng ta biết rằng là bằng cái tâm trạng đó thì ta chưa có thể đạt được cái giai đoạn này, đạt được cái giai đoạn kia, vân vân. Và nhờ vậy đó là chúng ta không có những cái suy nghĩ tà bại thái quá. Thì bài học ngày hôm nay tôi giới thiệu các vị sơ lược về hai cái lộ tâm kiên cố, đó là cái lộ tâm chứng thiền và cái lộ tâm nhập thiền. Và đối với các cái tầng thiền cao hơn á, là chúng ta chỉ có cái thay đổi là từ cái tâm thiện nhị thiền thay thế cho sơ thiền, rồi tam thiền thay thế cho nhị thiền, tương tự như vậy đó tới ngũ thiền.
Chẳng qua chỉ khác nhau đó là cái giai đoạn của cái chuẩn bị cận hành phượng thứ. Thì đối với các cái tâm, đối với các ngũ, cái tâm ngũ thiền đó, thì cái chuẩn bị cận hành và thuận thứ này bắt buộc là phải là tâm xả, là bởi vì cái tâm ngũ thiền đó là cái tâm xả, cho nên là các cái dòng động lực của cái lộ trình ngũ thiền thì cái bốn cái động lực nghiệp thế chuẩn bị cận hành thuận thứ của người trì căn hoặc là cận hành thuận thứ chuyển tập của người lợi căn thì khi đó là phải là xả thọ. Thì bài học ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Chúc các vị an vui. Kính tri ân sư ạ. Kính tri ân sư ạ. Kính tri ân sư ạ. Chúng tôi tùy theo cái sự tiếp thu của các vị. Hãy hôm nào mà tôi thấy cần thiết thì tôi sẽ thông báo cái ngày chủ nhật thì chúng ta có mở lớp học. Còn nếu mà trong cái khoảng thời gian mà chúng ta trong cái bài vở mà tôi nghĩ rằng là của các vị cũng không có câu hỏi từ ngày chủ nhật thì chúng ta còn có mở, chúng tôi sẽ thông báo sau. Bây giờ thì xin chào tất cả các vị. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, mong Phật.